Hello, xin kính chào toàn thể quý vị là quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Cô chú anh chị ơi, hôm nay Học rất là may mắn đã bàn giao được chiếc xe Fortuner nè. Học đang chuẩn bị giao cho khách 2017 2.7V, và hồi sáng Học cũng đã giao thêm chiếc xe Innova G2019. Và cái clip hôm nay Học cũng gửi đến cho cô chú anh chị những mẫu xe cũ mà Ô tô Sài Gòn đang chào bán về km nè, năm sản xuất, đặc biệt hơn nữa là giá thành xe, để cho cô chú anh chị lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp nhất. Cô chú anh chị, Học xin nhắc lại, bên Học á, bán xe là cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số phải còn nguyên thủy nha anh chị. Khuyến khích thầy thợ hoặc là cô chú anh chị mang xe đến đại lý chính hãng để chúng ta check về những cái chất lượng mà Học vừa mới nêu trên. Bên Học á, có nhận thu mua xe cũ với tất cả các tỉnh nè, tất cả các hãng, có định giá xe miễn phí khi cô chú anh chị mà mua xe cho người thân trong gia đình mình nè, hoặc là bán xe cho người thân cho gia đình mình mà không có biết giá thành nó bao nhiêu á, tốt hơn cô chú anh chị cứ gửi cho Học hình đầu xe, đăng kiểm, km nè, vài tấm ảnh về xe, Học sẽ định giá miễn phí cho cô chú anh chị để cô chú anh chị dễ đưa ra quyết định hơn. May mắn hơn nữa cô chú anh chị là Học hồi sáng nay chiếc xe này nè, Colorado 2018, chiếc xe này Học cũng đã cọc rồi. Chiếc xe Honda CRV 2020 á, ngày hôm qua Học quay với cô chú anh chị đánh giá chi tiết cũng đã cọc rồi. Và chiếc nằm sâu bên trong đó là chiếc Innova E cũng đã cọc rồi. Chiếc xe VSG 2020 là Học cũng mới bàn giao ngày hôm qua, chiếc xe mà chạy 48.000 anh chị màu đen á, cũng đã bán rồi và giao rồi. Hôm nay là cọc được chiếc Colorado, chiếc Honda CRV cộng với lại chiếc Toyota Land Cruiser 2019 chạy 47.000 cây anh chị, thì chiếc xe đó Học đã cọc rồi. Rồi tiếp tục, không mất thời gian của chú anh chị nữa, Học xin mời cô chú anh chị cùng Học đi đánh giá qua những sản phẩm mà Học đang chào bán ạ. Xin mời. Dạ, đầu tiên là chiếc xe Fortuner được sản xuất vào năm 2017, phiên bản cao cấp nhất cho anh chị. 2017 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, trang bị động cơ xăng 2.7, 2 cầu, hộp số tự động 6 cấp. Xe này á, thì chúng ta sẽ có bộ la răng 18 inch, nó sẽ to bản hơn những cái phiên bản còn lại là 1 inch nha anh chị. Và cái thiết kế đây là anh chị thấy nè, hai cái thiết kế này nó cũng khác nhau. Kể cả cái đèn pha nó cũng khác nhau nha anh chị. Đèn pha này á, nó sẽ có cái cụm đèn LED định vị ban ngày nè. Đó, và nguồn sáng nó là xenon. Anh chị nhìn nè. Cái còn cái cụm đèn bên xe bên đây là cái phiên bản thường nè, anh chị thấy không? Nẹp mạ rơm thì xe này khỏi phải bàn. Ngày xưa xe này mà xe mới anh chị thì nó lên đến, nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh đó, nó sẽ là 1.500.000.000 đồng. Hôm nay bên Học đang bán chỉ có 780.000 đồng thôi anh chị. Xe 2017, vô lăng ốp gỗ bọc da nè, có cái màn hình Android Cova nè, hộp số tự động 6 cấp, 2 chế độ lái Eco Power, có ghế da nè, có cần phanh tay là bọc da luôn. Một chiếc xe khá là đẹp nha anh chị. 2017 nha anh chị. Ở xe thì lúc nào bên Học cũng khuyến khích anh chị nhờ bên thứ ba giám định nè. Xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số phải còn nguyên thủy nha anh chị. Vỏ xe này thì đã được chủ trước thay lên cho mình vào 2019 nè. Nhưng mà từ lúc 2019 tới giờ thì rất là ít chạy, nên là vỏ xe này thì còn rất là tuyệt vời, rất là cao nha anh chị. Fortuner 2017 nè, có rất là nhiều cô chú anh chị. Hôm nay Học cũng hơi bận xíu, giao mấy chiếc xe nên là Học cũng không có thời gian quay kịp. Học cũng tranh thủ quay đánh giá chi tiết hai sản phẩm này gửi đến cho cô chú anh chị nè. Rồi tiếp tục là Fortuner 2019 nha anh chị, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, máy dầu. Cái điện thoại bữa nay ngáo luôn rồi. Điện thoại nè, quay. Và đầu tiên mình sẽ đi vào những cái sản phẩm mới về và mới nhất nha anh chị. Fortuner được sản xuất vào năm 2017. Chiếc xe này đã lăn bánh được 89.000 km, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, phiên bản 2.7V, xăng 2 cầu nha anh chị. Một chiếc xe khá là đẹp. Xe này bên Học đang chào bán với mức giá chỉ có là 780 triệu thôi nha anh chị. Khi anh chị đến xem xe mình có thương lượng lọc nha anh chị. Phiên bản V là mình sẽ sử dụng là bi pin LED nè. Mình sẽ có cái đèn định vị ban ngày nè. Anh chị nhìn thấy cái bản thường nó không có nè anh chị. Đó, bản thường nó sẽ không có, bản V nó có nè. Đó, và cái mâm của cái phiên bản mà cao cấp nhất á, nó sẽ có là cái mâm hợp kim nhôm R18, nó sẽ to hơn cái những phiên bản thường, bên đây là R17 nè, và thiết kế nó cũng là khác nhau nha anh chị. Rồi, xe này mình sẽ có như là phim cách nhiệt, viền che mưa nè, tay nắm cửa, mạ rơm, có nút bấm nè, đây là phiên bản siêu cao cấp anh chị ạ. Vào lúc 2017 xe này chủ mua mới từ đầu á, nó là 1.5 tỷ, hôm nay mình chỉ bán có 870, có ga tự động, lấy chuyển số thông minh, hộp số tự động 6 cấp, 2 chế độ lái Eco và Power, hệ thống lạnh tự động, và cũng được chủ trước nâng cấp lên cho mình cái màn hình Android rồi đây anh chị. Xe thì ghế da còn mới nguyên mọi chi tiết. Xe thì bên Học lúc nào cũng luôn luôn cấp giấy chứng nhận cho anh chị, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên thủy nha anh chị. Fortuner siêu cao cấp, chiếc xe này Học cũng chưa có thời gian đánh giá chi tiết luôn.
Hôm nay học sẽ đưa lên list tổng trước để cho cô chú anh chị cân nhắc và lựa chọn nha anh chị. Đó, một chiếc xe khá là đẹp, màu đen nha anh chị, Fortuner phiên bản cao cấp nhất. Đó, chỉ có 785 triệu thôi anh chị. 51G45783. Đây là cái biển số của xe. Đó, mâm là mâm zin, mâm zin chưa có phay luôn nha anh chị. Đây, cái vỏ xe này đã được chủ trước lên vào 2019 rồi, nhưng mà nó còn khá là đẹp. Ở 2019 tới giờ hầu như là khách không chạy luôn anh chị nhìn cái vỏ gai nó còn khá là cao này. Đó. Fortuner nha anh chị, bản siêu cao cấp 2.7 hai cầu, số tự động. Ở đăng kiểm mình còn tới tháng 4 2023 thì anh chị bên học cũng có thể hỗ trợ nhờ đăng kiểm lại cho anh chị nha. Rồi tiếp tục Fortuner 2019, xe này được sản xuất vào 2019, cuối 2019 nha anh chị. Nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, màu trắng ngọc trai, biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ từ đầu. Số tự động, máy dầu 2.4 lít nha anh chị. 2019 mà xe nhập thì nó rất là hiếm, tại vì bắt đầu 2019 nó còn vài trăm chiếc là nó bắt đầu chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam rồi. Nhưng mà có rất là nhiều cô chú anh chị thích cái xe nhập hơn. 38.705 cây nha anh chị. Xe này là siêu siêu đẹp luôn. Hay chạy mới có 38.000, nên là vỏ zin theo xe, mâm zin theo xe chưa phay nha anh chị. Đây, vỏ zin theo xe và gai nè. Đó. Đó, vỏ là vỏ tầng thứ 6 2019, vỏ xe cua chưa chạm đất nha anh chị. Hệ thống treo nè. Anh chị thấy không? Đó, cái xe này á, cái cản trước này còn zin và cản sau còn zin luôn nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè. Nó đẹp long lanh anh chị, cản trước cái keo nè. Đây anh chị nhìn nè. Đó, anh chị nào mà xem clip của học thường xuyên á là học quay mấy cái này là anh chị biết liền. Đây. Cản sau bên kia cũng vậy luôn. Đây Kia K3 2022 đây anh chị. Biển số đẹp, biển thành phố Hồ Chí Minh luôn. 2022 phiên bản 1.6 cao cấp nhất luôn nha anh chị. Mới về luôn. Hôm nay học về rất là nhiều xe. Đây nè, anh em mới thu về nè. Giấy tờ còn ở đây. Đăng kiểm nè, cái này là cái quan trọng nhất nè. Coi cái đời xe là anh chị coi cái này là chính xác nhất. 2022 nè. Xe này đăng ký tháng mấy 2022 thôi. Đăng ký tháng 8 năm 2022 nha anh chị. Đó. Tháng 8 2022 1.6 chạy 13.000 cây. Vô Kia K3, một chiếc xe rất là đẹp nha anh chị. Thể thao 2022 là mẫu mới nhất luôn. Anh chị nào mua chiếc xe này được cái biển số là 39 nè, 39 đầu 39 đuôi GT. Chị nhìn cái clip đó. Thấy không? Xe này thì về chỉ rửa lại diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất là bán được rồi anh chị. Chưa có chạy xước gì hết á. Hôm nay về mấy chiếc xe dạng Sport không? K3 nè, Mazda, đầy đủ hết nha anh chị. Kia K3 xe này học chưa chạy bao giờ, xe này cũng nó khá mới. Rất là đẹp. Nhìn cái đầu nó ngầu ghê không? Đó. Dạ còn đây là Ford Everest Titanium nha anh chị, máy dầu một cầu số tự động. Đó. Được sản xuất vào 2020, đã đi 55.000 cây anh chị, mang biển số tỉnh, xe có ngoại thất là màu xanh nha anh chị, màu xanh đen. Như ở trên cái màn hình đó, nó không có thể hiện được cái màu đó. Anh chị cứ nhầm là màu đen, cái màu này nó màu xanh nhưng mà nó hơi tối. Có cấp điện nè, xe có hai vùng lạnh độc lập, ghế điện đâu đầy đủ đó. Một chiếc xe máy dầu 7 chỗ gầm cao, ghế da zin theo xe nha anh chị. Hai vùng lạnh độc lập đó. Rất là đẹp. Xe này bên học đang chào là 960 nha anh chị. Anh chị đến xem xe. Xe này thì bên học cũng cấp giấy chứng nhận cho anh chị nè. Xe này nó có một cái là nhìn nó rất là bề thế luôn anh chị, rất là rộng, cao rộng lắm. Mâm nó kích thước nó là R20, thông số nó là 265/50R20 nha anh chị. Đó. Ford Everest nè. Dòng này thì học không có chiên, lần đầu tiên mua được cái xe Ford Everest 2020 này. Đó. Đèn rất là đẹp nha anh chị. Bản Titanium. Đánh giá chi tiết xong sẽ đánh giá chi tiết mức tiêu hao nhiên liệu đó nè anh chị. 5 lít rưỡi và 6 lít 7 và 8 lít 6 nha anh chị. Bỏ cái cấp điện ở đây nè. Đó, xe mình được trang bị cái cấp điện luôn nè anh chị.
rất là đẹp nha. Cô chú anh chị mình cũng có thể là gặp ba hàng ghế để thành một cái giường ở đây rất là rộng luôn. Đồ nghề đồ còn đầy đủ hết. Ford Everest. Hôm nay học về thêm hai xe. Đó, về hai xe chiếc Rod 2020 học bán rồi, về thêm chiếc 2021, xe này đây mới có 12.000 cây anh chị. Anh chị nào cần liên hệ với học nha. Học chưa có thống nhất cái giá với anh em xe này nữa. Xe 12.000 cây có camera 360 luôn. Xpander Rod, xe màu cam anh chị. Camera 360 nè. Chạy mới có 12.000 cây, vỏ Dunlop zin theo xe nha anh chị. Vỏ từng thứ 15 2021. Anh chị 12.000 cây là phải cái cụm má phanh nó phải như vậy. Đó, Mitsubishi. Ở xe này còn bảo hành nha anh chị. 2021 đó. Đây anh chị. 12.483 cây. Mấy chiếc xe này thì anh chị yên tâm về km nè, về chất lượng nha anh chị. Vì xe này còn bảo hành, mình tua km là sẽ bị mắc chế độ bảo hành nha anh chị. Động cơ tháo rã cũng mắc chế độ bảo hành, đâm đụng ngập nước cũng mắc chế độ bảo hành. Chỉnh mười mấy ngàn cây nha anh chị. Mới nguyên à. Xe này học chưa dọn, mới vừa về luôn á cô chú anh chị. Đó, camera 360 nè. Đời startup hộp số tự động, động cơ 1.5 nha anh chị. Ở đây tem chưa lột, chưa bóc siêu. Mấy chiếc xe bữa nay về nhiều, tranh thủ up cập nhật lên cho anh chị nhìn xe. Đắt cát không, chạy từ ở dưới An Giang lên cho đổi xe với học. Chạy từ dưới An Giang lên lấy chiếc Fortuner 2019. Tại cái clip này học quay lúc đầu là học quay cái ngày hôm trước. Đó, hai clip học ghép lại anh chị. Thì đây nè. Mazda 3 cái phiên bản Premium Sport anh chị. Form dáng xe này nhìn rất là đẹp, rất là trẻ trung năng động anh chị. Đẹp, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Xe này sản xuất 2020. Đi mới có mười mấy ngàn cây anh chị. Đó, anh chị nhìn nội thất này. Xe này thì là chưa có dọn dẹp hết anh chị nhìn. Khách học từ ở dưới An Giang mang lên để đổi xe với học. Đó. Tuyệt vời. Đó, anh chị nào mà trẻ trung, thích trẻ trung, cá tính thì đây là một chiếc xe đáng để cho anh chị cân nhắc nha. Cái vô lăng nó nhìn cũng rất là đẹp, thiết kế đó. Đó. Chi tiết phanh tay điện tử auto hold hai chế độ lái nè. 15.750 cây anh chị. Camera gear rất là rõ nét luôn. Có hai bộ lạnh độc lập. Cái thiết kế của Mazda khá là tuyệt vời. Xe này học cũng chưa chốt giá nữa. Anh chị nào cần lúc mà học up clip xong chắc là có giá anh chị. Tại vì tranh thủ vừa về là quay, vừa về chưa chuẩn bị giá chuẩn là quay liền gửi đến cho cô chú anh chị. CRV xe này khách học cọc rồi anh chị. 2020 đi 15.000 cây phiên bản G, động cơ 1.5 turbo. Ở xe này hôm qua học đánh giá chi tiết đã có khách học cọc rồi, cọc một lượt với lại chiếc Colorado. Rồi tiếp tục là mẫu xe Toyota Yaris, xe này được sản xuất 2016 nhưng mà trang bị động cơ mới nha anh chị, động cơ 2 cam dual VVTA kết hợp với lại hộp số tự động CVT. Chiếc xe này là một chủ từ đầu siêu đẹp. 2016 mà anh chị nhìn nước sơn, nước sơn zin theo xe, chưa sơn lại nha anh chị. Cửa về nè là zin hết nha, cửa về là zin hết và nội thất trong xe này anh chị nhìn nè. Đó, mọi chi tiết trên xe, kể cả cái ghế nè, cái ghế nhung nè anh chị. Đó, nó còn thơm phức, sạch bon anh chị. Còn quay sơ cái ống xả cho anh chị xem nè. Đó, anh chị thấy không? Chiếc xe đi đúng 30 mấy ngàn nó sẽ đẹp như vậy. Anh chị nhìn ống xả nè. Đó, nhìn cái phần gầm là anh chị biết xe bên học là toàn là những xe tuyển thôi nha anh chị. Đó, xe này thì lịch sử bảo dưỡng full. Khách cũng thay vỏ trong hãng luôn nha anh chị, Michelin. Đó, vỏ này là vỏ Michelin. Khách thay vào hình như là năm 2019 thì phải. Đó, nhưng mà vỏ mới luôn nha anh chị. Anh chị nhìn cái gai nè. Đó. Chỉ có 460 triệu thôi nha anh chị. Toyota Yaris nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xe hatchback. Nó là giống như là nam nữ đó, Vios và Yaris vậy đó anh chị, đèn bi projector nè. Còn đây là chiếc xe Toyota Cross bản điện 2020, chạy mới có 38.000 km thôi. Chiếc xe này bên học đang chào bán là 850 triệu, không giảm nhiều nha anh chị. Giá này là bao thị trường rồi. Đó, xe thì cũng khuyến khích anh chị nhờ bên thứ ba giám định hoặc là mang đến đại lý chính hãng. Đặc biệt là mấy chiếc xe này nè, mình sẽ còn bảo hành tới tháng 12 năm 2023. Xe này mà đăng ký tháng 12 2020. Đó, bảo hành cái pin nó là 5 năm, xe là 3 năm. Tất cả các chi tiết xe này hiện dạng mình vẫn còn được bảo hành anh chị, 4 vỏ zin theo xe nè. D
đi 38.000, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ có 3,7 lít khi mà anh chị đi đường ngoài đô thị đó anh chị. Nó sẽ có cái gói an toàn safety sense, màn hình Android. An toàn safety sense là có người cắt ngang đầu xe khi chúng ta chạy ở vận tốc 40 dưới một khoảng cách an toàn nhất, nó sẽ tự phanh nè, lùi nó cũng tự phanh nè. Và khi anh chị đi trên đường cao tốc, mình đi lệch làn đường, mình mất buồn ngủ, nó sẽ tự đánh lái vào, rất là an toàn luôn. Xe có cửa sổ trời nè, động cơ xăng lai điện, động cơ 1.8 xài chung với lại Toyota Altis anh chị. Một chiếc xe khá là đẹp, mức tiêu hao nhiên liệu nè anh chị, 3,7 lít, 4,5 và 4,2 lít. Đó, xăng lai điện cực kỳ đẹp, 850 triệu. Anh chị nào đang tìm mua chiếc xe 5 chỗ gầm cao thì đây là một xe đáng để cho anh chị cân nhắc nha. Cái giá này là Học sẽ không có bớt nhiều nữa nha anh chị, Học xin nhắc lại, vì cái xe này Học mua được, may mắn mua được của khách, cái giá cũng hơi vừa phải nên Học cũng bán lời ít anh chị ơi, nên là cũng muốn bán nhanh đó. Vì cái vốn bên Học là vốn xây bồng nên là mua xe về là chỉ bán nhanh thôi. Đây là chiếc xe Innova G 2021, còn bảo hành đến năm 2024. Xe này là nước sơn zin còn 100% nha anh chị, màu đồng ánh kim. Anh chị nào ở thành phố đăng ký xe này mới, hiện tại là nó lên đến 1 tỷ hơn. Xe này bên Học đang chào bán chỉ có là 785 triệu thôi. Đó, cái này là zin, cái này cũng là zin, nẹp chân kính cũng là zin. Ô tô một chạm chống gạt là zin, hộp số tự động 6 cấp, màn hình nè, 41.000 cây, khởi động bằng nút bấm nè, vô lăng ốp gỗ bọc da nè. Xe này đã được chủ trước lên cho mình bộ ghế da nè, ba đèn trăng. Đèn trăng này anh chị cũng điều chỉnh được nè, điều chỉnh được độ sáng tối nè, chị thấy không? Đó, xe này nội thất thì không khác gì xe mới hết anh chị, chủ giữ rất là kỹ luôn. Innova G 785 triệu thôi nha anh chị, Innova G. Đó, màu đồng ánh kim, nước sơn zin 100% nha anh chị. Đó, xe rất là đẹp. Bên Học bao rút hồ sơ gốc, xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ tiết kiệm được 20 triệu phí biển số. Rồi tiếp tục mẫu xe Accent 2018, chạy mới có 30.000 cây à. Odo chuẩn, khuyến khích anh chị, cũng là khuyến khích anh chị mang xe đến đại lý chính hãng để chúng ta check về lịch sử xe nha anh chị. Bốn cái vỏ còn zin theo xe nè, mâm chưa chày nè. Vỏ này cũng chưa bị lủng lần nào luôn, chưa có ra, Học giám định rồi. À, vỏ xe tầng thứ 3 2018 nè, mâm là mâm zin chưa có phay nè, nhưng mà nó có chạy xước nhẹ ở đây nha anh chị, không đáng kể. Vỏ xe cua chưa chạm đất, anh chị nhìn cái gai nè, ba mấy ngàn cây nè, anh chị nhìn cái gai đó. Động cơ 1.4 số tự động nha anh chị, xe này là Accent 2018, bên Học đang chào bán với mức giá là 405 triệu. Dành cho một chiếc xe sedan hạng B với form dáng rất là trẻ trung, năng động, đẹp. Xe này tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ nữa anh chị. Tay nắm cửa mà rơm có nút bấm nè, anh chị nhìn cái xi nhan gương rất là đẹp ha, rất là tinh tế. Xe này đã được chủ trước lên phim cách nhiệt rồi, ghế da lót sàn rồi nha anh chị, lót sàn bọc trần đồ đầy đủ hết rồi. Chạy 30.456 cây. Đó, anh chị nhìn nè, những cái chi tiết, anh chị nhìn cái vô lăng là biết đúng 30.000 rồi. Vô lăng là zin nha anh chị, vô lăng nè, lấy cần số nè, đây nè, mọi chi tiết còn nguyên bản hết rồi. Phanh sau phanh đĩa luôn cô chú anh chị ạ, phanh sau phanh đĩa luôn. Vỏ xe cua chưa chạm đất, 405 triệu anh chị. Anh chị nhìn cái cụm đèn pha nó rất là đẹp ha, cái ngôn ngữ thiết kế xe này cũng khá là đẹp anh chị. Rồi tiếp tục cũng là sedan hạng B, Vios, Toyota Vios 2019, xe này chạy mới có 15.000 cây à. Mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe màu trắng anh chị. Đó, siêu đẹp, vỏ zin theo xe còn hết, xe màu trắng. Ghế da đục lỗ theo xe nè, tay nắm cửa có nút bấm nè. Hệ thống lạnh tự động nè, anh chị nhìn cái xe nè, đẹp không? Quá đẹp, rất đẹp anh chị ơi. Đó, chỉ có 490, đúng 14.000 cây luôn. Hồi bữa Học mua là 13.000 mấy trăm. Anh chị nhìn nè, camera hành trình. Đó, hệ thống lạnh tự động, khởi động bằng nút bấm. Vô lăng thì là bọc da anh chị nha, hộp số tự động CVT, động cơ 1.5. Đó, rất là đẹp anh chị. Anh chị nhìn cái ghế nè. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình mua chiếc xe này mình sẽ tiết kiệm được 20 triệu nha anh chị. Vios G nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, đẹp không anh chị? Xe này á, thì những cái xe mà Học quay á và bán trong showroom thì anh chị yên tâm về những cái mà đáng lo ngại nhất của xe ô tô á cô chú anh chị, đó là đâm đụng nè, ngập nước nè, động cơ hộp số tháo rã nè. Đó, xe pháp lý không rõ ràng, nó không có nguy hiểm bằng đất đai đâu, nhưng mà nó cũng làm ảnh hưởng đến kinh tế mình đó anh chị, vì cái giá thành nó cao mà mấy trăm triệu mà. Nên là cô chú anh chị khi đi mua xe phải
lựa những cái chỗ uy tín và có cam kết cho anh chị bằng văn bản nè. Và bên xe bên học thì tất cả cô chú anh chị yên tâm đó, nên là xe mà học, xe của học ở đây là tất cả xe đều là khuyến khích anh chị mang xe đến đại lý chính hãng. Giống như chiếc Camry này, hôm nay học bán chỉ có 980 triệu, Camry 2019 nha anh chị. 2.5Q là bản cao cấp nhất, anh chị nhìn form dáng nè, cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 46.000 km nha anh chị. Đó, 2.5Q, xe này anh chị mua vào thời điểm này á, nó sẽ là 1.6 tỷ. Đó, anh chị phải đợi một tháng. Còn hiện tại xe này bên học đang bán có 980 triệu thôi. Mang biển số tỉnh, bên học sẽ bao anh chị rút gốc nha. Động cơ dual VVT-i thông minh ngoài đô thị nó chỉ có 5.4 lít à. Và kết hợp chỉ có 7.5 lít nha anh chị. Đó, động cơ 2.5 và 2.5Q á, là mình sẽ có thêm một cái bệ tỳ tai ở đây rất là đắt tiền nè. Đó, điều chỉnh được gốc tựa lưng nè, điều chỉnh được nhiệt độ dàn lạnh nè, điều chỉnh được volume nhạc nè, để được cốc ly ở đây. Và mình cũng có thể điều chỉnh được cái ghế phía trước bên phải dành cho cái người ngồi phía sau, chủ tịch. Đó, anh chị nhìn qua form dáng của xe nè. Camry á, thì nó có một cái điểm hay là anh chị đi khoảng 10 năm nữa nó cũng không có bị lỗi thời, nó hay gì đó. Cái form dáng của xe Toyota nó vậy đó anh chị. Anh chị nhìn rất là đẹp, 2019. Bền bỉ nhất phân khúc nè, bán chạy duy nhất cho phân khúc, doanh số phân khúc hạng D là không có chiếc xe nào mà qua được Camry từ xưa tới giờ anh chị. Honda Accord, Mazda 6 rồi. Và anh chị mua chiếc Camry đó, nó cũng đỡ có lỗ hơn những chiếc xe khác. Xe ô tô thì không có chiếc nào lời hết anh chị. Ít có chiếc xe nào đi lời lắm. Hên mình mua Land Cruiser đồ như cái lúc mà thời điểm mà nó cộng ít, sau này nó cộng nhiều thì mình có lời thôi, cái đó là có thật. Giống như Sibor hay thì giờ đó anh chị. Nhưng mà còn đối với những cái sản phẩm bình thường như vậy á, thì anh chị đi đối với Camry thì nó sẽ ít lỗ nhất trong tất cả các dòng xe nha anh chị. Ở phân khúc hạng D á, đây nè, xi nhan nó rất là đẹp nha. Đó anh chị, sedan hạng D. Đó, trung niên cũng được, trẻ tuổi cũng được. Camry bây giờ lắng nghe nè, thiết kế trẻ trung là nhìn nó ngầu. 980 triệu, xe này biển số tỉnh Bình Phước anh chị. Anh chị nhìn nước sơn nó bóng á, thiết kế rất là đẹp. Còn đây là chiếc xe Kia Sedona phiên bản dầu full anh chị, 2016, chạy được 85.000 km. Xe này nó có cái ưu điểm là 7 chỗ, rộng nhất phân khúc, hai cửa lùa điện hai bên. Và cái hàng ghế thứ hai là hàng ghế thương gia, anh chị có một cái góc tựa lưng rất là sâu, để cho cô chú anh chị lớn tuổi á, mình ngồi xa, mình đi, mình vận chuyển á, mình không có bị mệt. Có trẻ con á, thì mình ở đây nó sẽ được có cái đường lối đi chính giữa nè, nó sẽ chạy tới chạy lui. Học cũng không khuyến khích là anh chị đỡ cho trẻ con ở đây nhiều, nhưng mà mình đi trong thành phố mình chạy chậm chậm thì không vấn đề gì đâu anh chị. Đó, còn mà mình đi những cái cung đường mà ở dãy tốc độ cao từ 40 trở lên, nó không nên cho trẻ em nó đứng ở đây nó đi chơi tự do nha anh chị. Cái hàng ghế thứ ba này nó rất là rộng, rộng kinh khủng, rộng nhất phân khúc mà, nó có góc tựa lưng sâu lắm. Đó, bản full thì chúng ta sẽ có hai cửa sổ trời nè, ba vùng lạnh độc lập. Đó, ghế thì là hai ghế trước đều là chỉnh điện nha anh chị. Đây. Đó. Rất là đẹp nha anh chị. Chỉnh điện bơm lưng đầy đủ hết. Đó, vô lăng ốp gỗ bột da. Anh chị nhìn cái vô lăng nè. Đó. Đẹp không anh chị? Đó, xe này học nghỉ học bán cũng rất là nhanh. Đó. Sửa vô lăng ba vùng lạnh độc lập, đợi bằng startup, động cơ dầu 2.2 rất là tiết kiệm anh chị. Tiết kiệm lắm. Cô chú anh chị ơi, học xin nhắc lại, chiếc xe này là chiếc xe Sedona 2016 bản full dầu nha anh chị. Họ bán chỉ có 745 triệu thôi. Rất là nhiều xe. Dạ, hiện tại thì bên em còn đang về một chiếc xe Lexus RX 350 đi 10.000 cây nha anh chị. Động cơ 3.5 màu nâu, nội thất đen. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật, được sản xuất vào năm 2021 nha anh chị. Và một chiếc xe Lexus 570 được sản xuất vào 2008, chạy 95.000 cây, động cơ xăng, nội thất kem, xe màu đen anh chị. Một chiếc Toyota Land Cruiser LBC 300 chạy được 21.000 cây, xe sản xuất 2021 nha anh chị, động cơ xăng, nội thất đen. Và một chiếc xe Yaris được sản xuất vào năm 2019, đi 12.000 cây, xe màu đỏ, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, nội thất kem, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha anh chị. Có rất là nhiều xe đang về, thì để học sẵn tiện đây để học cập nhật cái giá xe để cho cô chú anh chị nha. Chiếc RX 350 2021 học vừa nêu trên, 10.000 cây,
thì bên Học đang chào bán là 4.200.000 nha anh chị, 4.200.000. Chiếc LX 570 2008 máy xăng đi 95.000 cây thì bên Học đang bán là 1.950.000. Một chiếc GX 460 sản xuất 2015 động cơ xăng đi 72.000, dung tích xi lanh là 4.6, bên Học đang chào bán là 2.890.000. Một chiếc Land Cruiser nha anh chị, 2021 chiếc Học mà vừa nêu á, máy xăng đi 21.000 cây thì bên Học đang chào bán với mức giá là 4.850.000 nha anh chị. Đó, bên Học có rất là nhiều xe, cô chú anh chị nào đang có nhu cầu thu mua hoặc là bán xe ô tô cũ nhớ liên hệ với Học nha. Quên, nó đang về thêm một chiếc xe Mazda CX-5 hai cầu mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, xe cá nhân sản xuất 2016, xe màu xám. Bên Học đang chào bán chỉ mức giá là có 610.000 thôi nha anh chị. Đó, rồi anh chị có nhu cầu xe nào và những chiếc xe mà Học chưa có về á, anh chị cứ liên hệ trực tiếp với Học, Học sẽ gửi cho anh chị hình ảnh chụp chi tiết của xe, cũng như là giá cả, km, nội thất, phụ tùng. Rồi Học xin nhắc lại, bên Học đang cần thu mua ô tô cũ nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu đổi hoặc là định giá xe miễn phí nhớ liên hệ với Học nha. Học xin kết thúc video tại đây. Xin chúc cho anh chị có một ngày làm việc tràn đầy hiệu quả và thật nhiều niềm vui. Xin chào và xin hẹn gặp lại.